Hôm nay, Nikawa sẽ giới thiệu tới các bạn sản phẩm thang rút cực kỳ tiện ích được đông đảo người sử dụng tin dùng. Thang nhôm rút Nikawa là sản phẩm thang rất phổ biến trên thị trường và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ ưu điểm gọn nhẹ và dễ sử dụng. Đây là mẫu thang NK32 của Nikawa. Mặc dù có kích thước rất khiêm tốn, nhưng khi sử dụng, thang có thể đạt chiều cao lên tới 3,2m chỉ với thao tác rút lên một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Bạn có thể điều chỉnh chiều cao của thang theo từng bậc một cho đến khi nào thang cao vừa đúng với tầm sử dụng. Khi rút thang, các chốt khóa sẽ tự động khóa lại. Lúc này bạn có thể sử dụng thang thật dễ dàng và an toàn. Thang nhôm Nikawa được sản xuất bằng chất liệu nhôm cao cấp, dày và rất chắc chắn. Thang có thể chịu được trọng lượng và áp lực lớn mà không bị nứt gãy hay biến dạng. Khi đã xong việc, bạn chỉ việc mở các chốt khóa, thu thang lại và NK32 sẽ biến hình trở nên thật nhỏ bé. Với chiếc thang có thể biến hóa như thế này, thật thoải mái khi mang theo bên cạnh đi làm, cất gọn trong kho hay thậm chí là để ngay dưới gầm giường. Sử dụng thang nhôm Nikawa, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và dịch vụ. Tất cả các sản phẩm của Nikawa đều đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn châu Âu N131, được kiểm định và cấp chứng nhận bởi Tổ chức Chứng nhận và Giám định Sản phẩm Quốc tế SGS.